Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức hội nghị để thông qua kế hoạch công tác của tiểu ban nội dung, cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và ra mắt tổ biên tập văn kiện. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên tiểu ban nội dung đại hội và tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung cho ý kiến cụ thể vào từng phần của dự thảo kế hoạch công tác của tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm mục đích, yêu cầu, nội dung, các bước tiến hành và thời gian thực hiện. Trong đó, các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo, đồng thời đề xuất đẩy sớm hơn các mốc thời gian xây dựng thông qua đề cương lấy ý kiến góp ý vào dự thảo và hoàn thiện báo cáo chính trị. Đối với dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, các đồng chí tham dự hội nghị đã cho ý kiến vào tiêu đề báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, phương hướng chung, phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, tiêu đề cần ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ. Đối với phương châm hành động, cần đưa ra 3 phương án để lựa chọn, trong đó đặt cao tinh thần trách nhiệm. Đối với các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các ý kiến thống nhất nên đưa ra 2 phương án, gồm phương án 1 là không để ra chương trình trọng tâm mà thay bằng các nhiệm vụ trọng tâm. Phương án 2 là có các chương trình trọng tâm và các chương trình phải xuất phát từ đòi hỏi thực tế của tỉnh. Đối với các khâu đột phá, các ý kiến thống nhất với các nội dung trong dự thảo, trong đó chú trọng đến các nội dung đột phá về công tác xây dựng đảng, về cải cách hành chính, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho các dự thảo, đồng thời nhấn mạnh việc chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 là nội dung quan trọng và được đánh giá toàn diện, khách quan, phản ánh đúng tình hình, kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo sát đúng tình hình để đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, hiệu quả cho nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là các nhiệm vụ giải pháp đột phá với tầm nhìn dài hạn. Đối với báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng, khách quan, toàn diện, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định những điều đảng viên không được làm và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân. Phải đề xuất kế hoạch, lộ trình, biện pháp hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên lưu ý, quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian hợp lý để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, để văn kiện trình ra đại hội phải thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn đảng bộ và của toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề xuất lựa chọn một số phương án phù hợp để tiểu ban nội dung tiếp tục hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp tới.